Yo. Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình để mình đến từ đường phố đấy người nha. Xin anh em game hiện tại đại chiến mình từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ không phải video, chứ anh em xem video vẻ của like share đây là kênh nhiều điều phải mình xin rất nhiều bạn. Rất mong anh qua đây là kênh một like nhưng mà đăng ký để hỗ trợ phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với hành trình trải nghiệm con nạc ở server 277 anh em con nạc quái vật các bạn. Ok, thì sao yêu cầu anh em rất là nhiều, thì sao anh em để bảo là sao anh không cho video của Katakuri lên nhiều vậy. Ngoài ra thì anh em hay hỏi tôi là phụ kiện rồi trang bị rồi các kiểu rồi haki các thứ thì ok, hôm nay tiện đang vào của anh tôi thì tôi sẽ sâu tất cả các tướng của anh tôi, ông sẽ nuôi trang bị phụ kiện như thế nào sâu luôn cho anh em một thẻ nhá. Ngoài ra thì chúng ta cùng nhau đi xem công bố event của Lamy săn cốt hốc quả thứ luận. Uầy, từ từ. Ông đi nâng thêm anh sạn thứ 4 à. Hết form đúng không? Ừ, hết form rồi anh em. Sao thật sự ạ? Ông đi nuôi lên ông sạn anh sạn thứ 4 rồi. Gắt thật sự các bạn. Đây ông tích được 3000 form này. Uầy, ở ngoài này còn đủ lên 10 sao bạn ạ. À. Trời ơi, không nâng thôi, đủ lên 10 sao ạ. À. Căng đét ạ. À. Đây ạ, à, anh có đủ lên 10 sao ạ. À. Trời ơi. Đi nâng lên anh thứ 4 thật à? Căng thế nhờ. Ok, nên chúng ta đi điểm qua một số sự kiện bên qua nhà phát hành anh em. Ok, đầu tiên là kết quả fan cứng tháng 8 anh em nhé. Hồi trước thì Lamy tặng quà fan cứng thì rất là ngon luôn. Anh em voucher, live share các kiểu nhận được ít thùng bia rồi belly các kiểu, nói chung thì tuy là ít nhưng mà tất cả anh em fan cứng đều nhận được ở bên fanpage. Nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ đắn đo đi đắn đo lại thì Lamy quyết định là không tặng thế nữa anh em. Và Lamy quyết định là mỗi đợt sự kiện fan cứng này chỉ tặng cho 5 bạn fan cứng thôi. Ở đâu tất cả anh em còn lại thuộc dạng fan mềm anh em nhé. Fan cứng nhưng mà cứng không đều anh em. Đó. Thế là giờ chỉ có 5 bạn là nhận được quà fan cứng thôi các bạn. Nó đâu quà có gì đây, tôi điểm qua cho anh em luôn. Đây 5 bạn đây anh em. Đó. Quà bao gồm 10 thùng bia, 5 dương sinh nhật, 5 sinh mật 1 tuổi, 5k kim cương, 1 quyển AL1, 1 quyển AL2 anh em. Đó. Đây là comment theo cú pháp ID nhân vật các kiểu để nhận quà đây anh em. Đây. Đây đây chính là 5 gương mặt chúng ta là nhận được quà fan cứng đấy anh em, còn lại tất cả chúng ta đều là fan mềm và không có quà anh em nhá. Đấy, dù rằng là cố gắng sau bao nhiêu thời gian tôi vừa mừng anh em, thật sự luôn tôi vừa nhận được đại fan cứng đây này các bạn này. Không biết là có anh em là giống tôi không, cảm thấy hơi bị hụt hẫng tủi thân không? Thật sự tôi là cảm thấy hơi bị hụt hẫng tủi thân luôn các bạn. Đây đây, comment cho anh em xem. Đây. Bao nhiêu ngày tháng cuối cùng chờ đợi anh em, cuối cùng thì cái fan cứng nó trở lại về với tôi. Thế nhưng rồi sao anh em? Thế rồi Lamy không phát quà fan cứng như thường lệ nữa. Giờ Lamy chỉ phát 5 bạn fan cứng thôi. Còn lại tất cả những em còn lại thì chỉ là fan cứng theo danh nghĩa ở bên fanpage anh em. Còn đâu bạn Lamy phát kia là fan cứng bên YouTube các bạn hiểu không? Chứ fanpage giờ là không có fan cứng đấy anh em. Giờ có fan cứng hay fan mềm thì cũng không có quà. Thôi. Rất là buồn, một tin rất là buồn. Nhiều bạn này bảo là tôi tham quà xong tôi tham cho bản thân tôi tham cho các bạn thôi. Các bạn có cảm thấy là hơi vô lý không? Thật sự. Tôi thì bị mất fan cứng gần 2 tháng nay rồi, bây giờ mới nhận được giải fan cứng thì giờ thì không có quà fan cứng nữa, nên là thôi. Ok, giờ đi xem voucher sự kiện mừng sinh nhật chúng ta được bao nhiêu rồi. Xem nhận được quả code cuối cùng chưa anh em, xem nào. Mới 13k7 rồi anh em, ok các bạn chịu khó like share nhá. À, tôi vào tôi share phát anh em, thì tôi lập tích vào đó. Ok anh em, lại làm thêm lượt nữa, đấy. Đó, buồn buồn mỗi sáng anh em vào làm tí là đầy đủ thôi. Đó, mỗi bạn vào cho xin một like một share đây đi là chúng ta nhận được quả cốt cuối cùng anh em. 100m vàng, 100m belly rồi 30 gỗ kim loại các kiểu anh em, nói chung là cũng ngon đấy anh em tranh thủ nhá. Rồi ok, giờ thì quay trở về với con nạc của ông anh tôi. Giờ thì như là tôi đã nói anh em, hôm nay tôi sẽ sâu tất cả đá luôn cho các bạn nhá. Đây. Đấy, sâu tất cả đá cũng như trang bị của quả tốt cho anh em xem. Đây thì tôi sâu từng con tướng một luôn. Đầu tiên là lo anh em nhá. Tôi sẽ sâu trang bị trước các bạn. Đây. Lo hiện tại thì đang mang đá là đá máu tốc các bạn nhá. Cứ FP thì anh em xác định là máu ra số là máu tốc hoặc là công tốc tùy con. Còn đâu đồ trang bị theo thì anh em mang theo nhẫn ruby xanh hoặc là tùy bảo vật, nếu các bạn không có thì mang bảo vật thường thì tùy chọn. Còn đâu nếu có bảo vật hiếm thì mang cho đá cho ruby xanh để nó tăng thêm tốc với cả chặn anh em. Đây cháu thứ hai cũng y quân luôn các bạn. Đây hai cháu y quân, cháu thứ hai còn thì được cái được mang thêm quả kiếm xí anh em. Đấy đá thì cũng máu tốc luôn các bạn. Đây. Tiếp theo là đến chị đại Lamy anh em, chị đại Lamy thì cũng vậy luôn anh em, cùng máu tốc, đá là FP là chỉ máu tốc thôi anh em. Tiếp tục đây anh em. Ok đây, rồi tiếp tục chị hai đây anh em, cũng đều vậy anh em. Nói chung tôi nói là đều là FP thì đa số là máu tốc như kiểu Lamy, Robin, Carrot, Chopper rồi đa số những con tướng mà đi theo hệ búp anh em. Đây. Còn đâu nhắc đến Do Flamingo thì các bạn không phải biết, các bạn biết rồi, là công chuyên thủ anh em. Đó, công và công chuyên thủ anh em nhá. Đó. Đây, cũng vậy anh em.
đa số đều là công và công thiên thủ. Đây, Marco thì mang theo máu và tốc anh em nhé. Marco thì thêm máu tốc các bạn. Máu tốc. Đó. Anh ba đây các bạn, đây thì anh ba là full công. Full công anh em nhé, full công. Đó. Đều full công các bạn, tất cả anh ba đều là full công. Đấy, sau đó cho các bạn xem. Katakuri thì đang mang quả loa chí mạng, sát thương chí mạng và 4% công anh em. Đó. Cái bộ đá này là đá cùng dòng kiếm xí đấy anh em. Vì các bạn có biết rồi, Katakuri kiểu rồn đam mà anh em, nó sốc đam mà các bạn. Mấy tướng mà sốc nổi đam như kiểu Katakuri này, Zoro, Zoro em phiên bản NV đấy anh em, và Mí Hạo đấy anh em, những tướng mà sốc đam ấy, sốc nổi đam kiểu vậy thì đa số anh em nên mang cho bộ đá này các bạn nhá. Đó, những dòng bộ đá này là mang cho những tướng đấy anh em. Rồi, tiếp theo đến dâu đen anh em. Dâu đen thì full công luôn. Đó, dâu đen cũng full công các bạn. Chopper thì đây anh em, vẫn là máu tốc. Đa số những con này đều đi theo là máu tốc anh em, kẹp máu tốc cho nó khỏe. Rồi, tứ hoàng xanh anh em, đây. À, xanh lại mang quả xuyên thủ à. Ừ, đây ông mang cho quả xuyên thủ đây anh em, rồi. Bố già thì full công luôn, phải không? Ông mang gì, tôi xem luôn nào. Rồi, cũng full công luôn anh em. Còn đâu tôi nói bảo vật thì tùy, tùy vào điều kiện của mỗi người anh em, tôi không tham gia vào vấn đề bảo vật. Nhưng mà nếu anh em có thì mang những bộ nó, kiểu gì các bạn cũng biết rồi. Đấy, như là bố già thì cũng như mang kiếm phù thủy các kiểu đấy anh em, thì nó vẫn ngon hơn, đấy. Usopp thì đây anh em, mấy dòng này thôi hết rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bố nhá. Chúng ta sẽ đến với Haki các bạn đây. Haki thì biến đổi tùy theo cảm xúc của anh em chơi, mà cả tùy vào các bạn đi chiến trường, đi đấu trường hay đi bất kể nào. Tôi có cả một video riêng hướng dẫn về cái Haki này rồi. Đó, Haki thì đa số chung chung thì đa số bây giờ anh em đều xài một tốc. Đó, đều xài cái bộ 122 22311 hoặc là 22312 đó. Còn đâu nhiều bạn thì 221112 22111 tùy các bạn. Đây. Đó thì đa số đều tự tựa nhau. À, mấy con viện trợ này anh em nên mang theo tốc nhá. Đấy. Đấy các bạn nhìn này, mấy con bộ trợ đây anh em nên mang theo tốc. Đó. Đây, xanh đây anh em, Katakuri đã tựa anh ba đây các bạn, đây của anh ba đây. Đây thì Katakuri đây các bạn, đây đều mang nguyên bộ.
Đấy, 1 cân 6 là có thật các bạn nhé. Còn đâu vũ như bạn bảo là còn đâu vũ như gặp phải đối thủ như đâu nhỉ? Đâu ta? Cái ông bạn à, đây, như này thì không thể nào ăn được anh em nhé. Đấy, như này thì không ăn được, từ ba ván anh em, phải thêm bán nữa rồi xuống đây test thêm bán nữa cho anh em xem. Đấy, giờ hôm nay thì đủ rồi các bạn, cầm ba anh bạn theo luôn. Đấm nào. Để xem tỷ lệ là 50-50 hay là như nào các bạn. Đấy nào, 50-50 rồi anh em, 1-1 rồi. Ái chà. Đâu phải lúc nào cũng chặn được đòn sát thương đâu anh em. Nói chung thì tỷ lệ cũng chỉ tầm độ khoảng 30% win thôi. Ok, nào giờ chúng ta sẽ cầm đá bán này nha. Rồi 5-6 à. 5-6 xanh 1-2-3 tấn công y quân luôn các bạn, để xem nào ai ăn ai các bạn, xem mèo nào ăn mèo nào anh em. Bộ đôi song sinh giống y quân nhau ạ. Ô lại đội bạn đi trước rồi anh em, đội bạn đi trước thì đội mình phang rồi. Ừ được, được của nó anh em, được ăn miếng trả miếng luôn ạ. À, đúng bài luôn. Đấy à, sạn đá cũng rồi, sạn sút bên mình đâu. Anh ba nào đá cái thằng ngay, đúng rồi, hay quá. Xanh đâu, xém nào, tuyệt vời của anh xanh, hay quá anh ba Sanri. Úi giời, nộ cướp sông thiên đẹp. Hôm nay thì ăn được rồi các bạn, hôm nay thì sửa đẹp rồi. Các cụ bảo sai anh em, có câu mài sắt có những ngày chai tay là có thật các bạn ạ. Vậy là sau 3 ngày cày quất thì cuối cùng cũng ăn được con nạc này rồi anh em. Auto win ở đâu nữa, giờ còn gì nữa đâu mà luyến tiếc các bạn. Uầy, bớt giỡn nào. Uầy, toàn đấy nhờ, toàn đấy nhờ, toàn đấy nhờ. Xanh đâu, chéo nào, quên. Ok, nói chung thì anh em còn thử thách hay là cái gì về con Katakuri này hoặc là bộ ba anh ba Sanri này không, cứ comment video nha, tôi sẽ thực hiện cho các bạn. Ok, hoặc là các bạn có kèo solo nào cứ nói tôi sẽ nhận hết các kèo solo của anh em luôn. Còn đâu, clip ngày hôm nay tôi lại xin phép các anh em ở đây. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nhé. Giờ thì